Chỉ còn gần một tháng nữa sẽ bước vào năm học mới 2024-2025. Thời điểm này, các trường học đang tập trung chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để thực hiện công tác giảng dạy ngay từ đầu năm, tạo tiền đề hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học, ghi nhận tại huyện Yên Sơn. Sau thời gian nghỉ hè, cán bộ, giáo viên và các em học sinh trường trung học cơ sở Trung Sơn trở lại trường để thực hiện vệ sinh khuôn viên trường lớp, chuẩn bị cho năm học mới. Công việc được phân công cụ thể, dưới sự hướng dẫn của thầy cô, các em học sinh hăng hái phát dọn cây cối, nạo vét đất, rác xung quanh trường. Thời điểm hiện tại, nhà trường cũng đã chuẩn bị xong sách giáo khoa, đảm bảo nhu cầu học tập của học sinh. Những kiến thức chuyên môn, kỹ năng giảng dạy và điểm mới trong chương trình học được truyền tải tới giáo viên thông qua các hội nghị tập huấn để các thầy cô có tâm thế tốt nhất bước vào năm học mới. Trường Trung học cơ sở Trung Sơn thì đã chỉ đạo cho các thầy cô giáo cũng như các em học sinh chuẩn bị về các điều kiện vệ sinh trường lớp, về công tác đảm bảo cho cơ sở vật chất cũng như là đồ dùng học tập, sách giáo khoa cho các em học sinh trong năm học mới. Còn đối với các thầy cô giáo thì chuẩn bị cho công tác đầu năm học mới thì đã tham gia các lớp tập huấn do phòng cũng như là sở dục đào tạo tổ chức, đặc biệt đó, trong đó là đối với chương trình thực hiện chương trình sách giáo khoa lớp 9 cho năm học mới này. Trường mầm non Công Đa năm học này dự kiến có 11 lớp với 257 học sinh, trong đó nhà trẻ có 4 nhóm, mẫu giáo 7 nhóm. Là địa bàn vùng sâu, vùng xa, ban giám hiệu nhà trường cùng cán bộ giáo viên chú trọng tới công tác huy động trẻ đi nhà trẻ, thực hiện tốt phổ cập giáo dục mầm non. Bên cạnh đó, cử giáo viên phụ trách hỗ trợ các em học sinh nghèo, người dân tộc thiểu số, tạo điều kiện để các cháu tới trường. Thực hiện sắp xếp các điểm trường, nhất là những điểm tại thôn đặc biệt khó khăn như Khuôn Bén, Tâm Mi, Khăm Kheo để tạo môi trường giảng dạy và học tập tốt nhất. Vận động cán bộ giáo viên hỗ trợ nhau tự làm đồ dùng, đồ chơi và khai thác các thiết bị giảng dạy. Lựa chọn địa chỉ cung cấp thực phẩm tin cậy, phục vụ bữa ăn hàng ngày cho học sinh, đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ phát triển khỏe mạnh. Nhà trường cũng phối hợp với các bậc phụ huynh và Ủy ban nhân dân xã rà soát các hộ có con em đến tuổi tới trường để đẩy mạnh thực hiện công tác huy động trẻ nhà trẻ theo nghị quyết 73. Và cùng với đó, nhà trường đã tích cực huy động giáo viên làm các đồ dùng tự tạo phục vụ công tác giảng dạy để trang trí nhóm lớp để đảm bảo về cơ sở vật chất. Năm học mới sắp bắt đầu, ngành giáo dục và đào tạo huyện Yên Sơn chú trọng thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng chương trình các cấp học theo kế hoạch. Đặc biệt quan tâm, chăm chút cho học sinh đầu vào và đánh giá chặt chẽ, nghiêm túc đầu ra ở các cấp học. Tập trung các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, nâng cao số lượng và chất lượng học sinh giỏi cấp tỉnh. Tiếp tục thực hiện sắp xếp lại điểm trường, lớp học, duy trì thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018. Với sự chuẩn bị chu đáo, ngành giáo dục và đào tạo huyện Yên Sơn sẵn sàng bước vào năm học mới.